Đây các bạn ơi, mình cắt được đây một con vịt này, nó rơi vào khoảng 2 ký 2 mà mình cắt được khoảng gần nửa tô tiết này các bạn này. Con này tương đối nhiều tiết. Đấy các bạn cứ cắt vào cánh nhé, không những tiết nó nhiều này, nó còn rất là hồng tươi. Thấy các bạn không? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm một cái video về tiết canh nha các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hãm tiết canh bằng muối này các bạn này. Bằng muối các bạn ơi. Nếu video này hay thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm động lực để làm nhiều những cái video hay hơn nữa để cho các bạn xem. Và bây giờ thì mình sẽ hãm nước nha các bạn nha. Đây, hãm nước này. Đây, trong đây mình đã chuẩn bị một cái chai nước lọc nha. Đây, muối này thì mình sử dụng nửa muỗng muối nha các bạn nha. Đấy, nửa muỗng muối đối với con vịt 2 ký hoặc 2 ký 2 thì được, con này nó rơi vào khoảng 2 ký 3 này các bạn này. Để thì mình cho khoảng một nửa muỗng muối như thế này nha. Và mình cho vào đây khoảng 2 muôi nước nha, nước lọc nha. Đó. 2 muôi nước lọc này thì chúng ta sẽ quậy cho muối nó tan ra nha các bạn nha. Quậy ra cho nó tan nha. Đây các bạn ơi, vịt thì mình sẽ cắt được cánh nha các bạn nha. Ở đây là có một cái mạch tiết này, chúng ta chỉ cần dùng dao chúng ta sấn ngang, đây là tiết nó ra rất nhiều các bạn nha. Đây, hôm nay có mỗi mình cắt này, hơi khó đấy các bạn này. Con này thì tương đối to, rất nhiều tiết các bạn này, tiết hồng chưa, tiết đỏ tươi luôn. Đây, hôm nay thì mình sẽ đánh với một cái cổ này và một cái sống lưng này và hai cái cánh. Bây giờ mình đã bác một cái chảo nha, mình phi hành tỏi để mình sẽ xào nhân nha các bạn nha. Hành tỏi thì mình sẽ phi cho nó vàng nha. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần nhân này vào nha để mình xào nha. Xào như vậy thì đánh tiết canh ăn nó sẽ rất là đậm đà các bạn ạ. Xào này thì nó mất công hơn luộc, nhưng mà bù lại thì ăn nó rất ngon. Nó gắm cái gia vị vào cái nhân này này, ăn nó rất là ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị nha. Tiêu này mình cho một muỗng này. Tăng bột ngọt các bạn. Đây mới là tiêu này, tiêu mình cho một muỗng này. Mình sẽ xào cho nó chín nhé các bạn nha. Đây các bạn này, nhân thì bây giờ mình đã múc ra cái tô này rồi các bạn này. Trong đây là có rau này, có rau húng này, rau ngò gai này, lá chanh này. Và bây giờ mình sẽ, trong đây mình vừa cho vào khoảng 2 quả ớt nhé các bạn, để cho nó tăng thêm cái vị cay cho nó ngon. Và mình cho vào đây một muỗng tiêu nữa. Ăn nó phải có tiết canh, nó phải cay là mới ngon các bạn. Giờ mình trộn đều nha. Rau thì mình sử dụng 1/4 so với nhân đấy các bạn nha. Ăn nhiều rau quá nó cũng không ngon. Có những nơi người ta ăn rất nhiều rau, nhưng mà mình thì mình cũng không ăn nhiều rau.
ăn nhiều rau nó có cái mùi hôi hôi quả cái rau húng á. Nhân nhân hôm nay mình xào nên thì cái vị của nó rất là ngon các bạn. Tiết hôm nay mình hãng hơi nhiều các bạn này. Một con vịt 2,3 kg đó, gần nửa tô tiết luôn, rất là nhiều tiết, tha hồ đánh. Rồi bây giờ nhân thì mình đã cho vào hai cái chén là một cái đĩa này các bạn này. À, mình làm chỗ này là vừa này các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ hãm nha. Đầu tiên là mình sẽ quậy đều cái tiết canh này. Rồi mình cho một muôi tiết này. Muôi nước nước này nước ấy các bạn nha. Nước đục vịt nha. Vừa đẹp luôn các bạn này. Đây, còn trong đây này, cái khoảng muôi nữa mình phải cho vào đây là khoảng một muỗng, một muôi rưỡi ra nữa nhá, nước mèo nữa nha. Quá đẹp luôn các bạn này, quá chuẩn luôn. Ồ, vừa đẹp luôn. Vời này các bạn này. Giờ bây giờ mình sẽ chờ cho nó đông một tí nữa mình quay lại. Đây bây giờ mình sẽ quay lại kiểm tra xem hai bát tiết canh một đĩa của mình xem nó đông chưa các bạn nhé. À, bây giờ mình quá đông rồi các bạn ơi. À, đông chặt luôn này. Chặt cứng luôn các bạn ơi. À, quá đông luôn. Này chén này, chén đông rồi các bạn này, chén này này, thấy không, quá tuyệt vời luôn này. Đấy, hôm nay mình đánh với muối như vậy nó quá chuẩn này đó, thấy không, cũng đông tương đương với nước mắm luôn. À, hôm trước mà đánh với nước mắm cũng rất là đông, nhưng hôm nay mà đánh với muối này đó cũng rất đông rồi các bạn ơi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn nước mắm thì 10 nó phải 8, 9 các bạn ơi. Hôm trước mình đã đánh một cái video tiết canh mà nó đông chặt cứng luôn ạ. Như đây thì nói chung là cũng tương đối là đông rồi các bạn này. Như vậy là cũng quá đạt tiêu chuẩn này.